Khi ta biết được Phật pháp rồi thì ta hãy có niềm tin với Phật. Niềm tin với Phật, tin gì? Tin Phật pháp có thể cứu đời tôi. Tin Phật luôn bên tôi. Phật luôn bên con. Và cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Cầu nguyện ơn trên gia hộ cho chúng ta, để chúng ta có thể gọi là chuyển được cái nghiệp này, tâm thảnh thơi để tu tập. Khi cầu nguyện chúng ta cần làm gì? Thứ nhất, tâm phải tha thiết. Thứ hai, tâm phải chân thành. Thứ ba, tâm phải biết lỗi sám hối. Lỗi tại con ngồi đàn chứ không phải lỗi tại người khác. Biết lỗi sám hối. Thứ tư, tâm vì chúng sanh, vì xã hội. Bốn cái tâm này mà có thì sự cầu nguyện chúng ta mới được linh ứng.